cơ quan khí tượng vừa có báo cáo cập nhật dự báo tình hình thời tiết trên cả nước. Theo đó, nắng nóng và khô hạn ở Nam Bộ, Tây Nguyên có thể còn kéo dài đến khoảng giữa tháng 5. Báo cáo nhận định thời tiết hạn mùa của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, từ tháng 5 đến tháng 7, hiện tượng El Nino vẫn duy trì nhưng cường độ suy yếu dần từ nay đến khoảng tháng 6 năm 2024. Sau đó, có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Từ nay đến tháng 7, trên Biển Đông có thể có bão, nhưng số lượng cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới thấp hơn trung bình nhiều năm, trung bình các năm là 2-3 cơn. Từ tháng 5 đến tháng 7 là thời kỳ nắng nóng gia tăng tại miền Bắc và miền Trung. Nắng nóng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5 năm 2024. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ngoài ra, tình trạng khô hạn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5 năm 2024. Ở khu vực Trung Bộ, khô hạn có khả năng xuất hiện và kéo dài từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 7 năm 2024. Năm nay, mùa mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 6, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình,